Ok, hello, chào các bạn. Hôm nay Dindo là chơi gam nhá, gam là Free Fire nhá các bạn. Ok, bây giờ vào vào gam nhá, chơi. Hôm nay muốn diệt nhiều người. Có một số gì à? 3-4 người thôi. Đấy, vào nhá. Ôi giời, mình chết rồi. À, chưa. Ok. Đi tìm người nhá các bạn. Vào nhá. Tìm xuống. Người. Ok. Nhưng mà mình cắm xuống nhiều. Không thấy ai cả. Chắc có xuống là thành người đấy. Có thấy ngay, à, có ngay đây, đưa đi. Quay lại. Ôi trời, nằm xuống. Ngay khốn này. Chết rồi các bạn ạ, à. một ngay nhá. Giết một ngay rồi, một ngay rồi. Ê, nguy hiểm á. Chắc rồi. Một tên này. Không. Còn nhá. Có thể ngay à các bạn ạ. Hãy đi tìm nhá. Đi tìm. Chết rồi các bạn ạ. Chết rồi. Thôi được các bạn. Ê, chết. Mình chết rồi. Mình thấy chưa? Chết rồi. Chơi lại. Mồi chết một người thôi à? Cắn nhá. Chơi lại nhá các bạn. Ok. Vào nhá. Đợi 10 phút. Không, đợi 10 giây. 10 giây. Ok, 7 6 5 4 3 2 1 0 đi. Bye. Ok. Đợi mày bye. Đợi mày bye nha các bạn. Gắm đi là hay lắm. Mình chơi cả ngày. Chơi cả ngày nhá. Quên ăn, quên uống nước. Ok, mày bye rồi. Để ra ngơi. Ok, nhảy xuống. À, có con mèo. Có con mèo đẹp thì đi về hay lắm. Đi tìm xung nhá, ở trong nhà các bạn. Đi tìm xung ở trong nhà các bạn. Ô, chắc có xung, có người. Có người rồi, chắc có xung, có người. Ôi trời.
Tìm tìm xuống cắm xuống luôn nhá. Rồi, có bật bom à? Gần chết các bạn ạ. Chắc có sông, chắc có sông các bạn. Trời, đau lắm, đau lắm. Chắc có người tiếp. Căng nhá. À, đây rồi, tiếp. Nice. Cắm đi. Đây rồi, có người các bạn. Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều người lắm. Đây, đây này. Chết rồi, chết rồi, đó rồi, bên kia. Chạy nhanh quá. Ok, đây đây. Chạy nhanh lắm. Thoát, thoát. Đây rồi. Mày không thoát được đâu con trai. Tobi không tình yêu. Có chết à? Đau hề. Ôi. Đố bắt được em. Chết à? Đố anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Đố anh bắt được em. Đố bắt được em. Đố anh bắt được em. Bắt. Không. Phải bắt. Cái thằng chết. Không muốn thằng. Ok, chết. Hai người nhé các bạn. Đi à? Giỡn mặt hả? Chơi chơi đàng hoàng thì bắt ta. Chưa. Hai người nha, đừng có quên nha các bạn. Một, hai. Đấy, có xe. Xe này này. Wow. Phải lên xe, đi tìm người nhá. Đi chạy nhanh. Racing boy, Vietnam racing boy. Thích mày gọi tụi tao racing boy, Vietnam racing boy. Khỏi cần hỏi để tao nói we are racing boy. Xếp hàng thẳng lối, Bobo đến rồi tao đi thôi. Gọi tụi tao racing boy, Vietnam racing boy. Thích mày gọi tụi tao racing boy, Vietnam racing boy. Khỏi cần hỏi để tao nói we are racing boy. Xếp hàng thẳng lối, Bobo đến rồi tao đi thôi. Nậu mái nẹt bô đã số lên đầu. Tháo mái rap vô đơn giản của tụi tao đam mê tóc cậu. Cặp của mày nói được bao nhiêu, này mày cứng thể hiện được bao nhiêu. Đêm này bảo sáng được bao nhiêu, khỏi cần hỏi cứ theo tụi tao feel. 2016 cứ gọi tụi tao Racing Boy. Thế giới tụi tao đang đứng và đang bay lại trong bóng tối. Sài Gòn này vẫn rất đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là 12 giờ đêm. Mấy ông can mắc ngủ với xe tụi tao cả ngàn chẳng thể nào đếm. Nếu mày có bản lĩnh thì cứ theo tụi tao nhanh. Cứ việc ở nhà đắp chăn mà ngủ. Đi tìm nhá, đi tìm chăn. Đi bộ, đi tìm. Chắc có ai vào. A few minutes later. Chắc có ai vào. Day 2. Chắc có ai vào. Day 3. Chắc có ai vào. Phải đi tìm nhá các bạn. Lên đây bạn. Nào, tao nhà. Lên. Cầm súng luôn. Ê, ngay đây. Bố rồi. Có thể. Nope. Ê, đi xả ra.
Được đi. Đi. Phải coi. Đi rồi các bạn ạ. Chơi lại nhé các bạn. Có cần cù thì bù siêng năng. Say what? Phải chơi lại. Phải chơi lại nhé các bạn. Phải chơi lại. Có cần cù thì bù siêng năng. À, tại sao chết nhanh thế? Chết nhanh lắm. Chết được một phút chết. Không biết tại sao này. Ok. Chị đợi máy bay nhé các bạn. Chơi lại tiếp. Đời mây cho anh nhé các bạn. Cảm ơn rất hay anh mọi người ạ. Mình thích nhiều lắm các bạn. Đời mày cho anh nhé. For the fight, yeah. Ok, máy bay ra rồi nhá, chơi lại. Ok, ra ngay rồi. Để nhảy xuống. Chưa được một phút, chết. Chưa được một phút, chết. Ok, vào nha. Vào nha, xin tiếp. Chơi lại. Chơi lại các bạn. Ok, phải đi tiếp. Các bạn thấy chưa? Chắc có súng, người đấy, có nhiều người. Chắc có súng, nhiều người. Không có súng là người đấy có súng không thấy ai cả. Hôm nay bực mình quá anh ạ. Ok. Có ngày các bạn ạ. Đấy các bạn. Mình cắm nhiều xuống, không thấy ai cả. Rồi. Được đi, có ngay bên đi. Được đi. Giết một người rồi. Ok, phải đem nhá các bạn. Một. Ê, lần hai này. Come on. Hai người nhá các bạn. Siêng lắm. Đấy. Phải đi tìm nhá, đi tìm tiếp. Thank you.
ở trên núi á, đúng rồi, nhảy xuống chết, chết nhanh. Không thấy ai cả. Chưa có ai cả các bạn ạ. Phải đi tìm. 6.5 hours later. Mày chết mày như vậy. Các bạn, ba người. Đi tìm tiếp. Em ơi, lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng. Chân mây vượt núi cao hay biển sâu, biết mây là yêu cho vừa, giết mây thời gian cho vừa. Khi yêu ta mơ về nhau, để thấy lắm lúc lòng mình nhẹ nhiều khi. Muốn đem hết tất cả để mà đi, một lần mình sống như những đứa nhóc không nhà, sống thức dậy ở một nơi xa. Em ơi, chẳng muốn sống đời vẻ vang, để lên voi xuống chó, danh vọng hoặc bẻ bàng. Chỉ muốn em mà với nhau qua ngày tháng, hè xối gầu nước mát, lửa hồng khi đông sang. Nhưng ta càng lớn càng không có sức phòng thủ, đời cuốn sâu ta cả khi ta trốn trong phòng ngủ. Âu lo theo về dù ta đã khóa ba lần cửa, trốn đi không đợi giết ta lần nữa. Em ơi đi trốn với nhau, kệ vòng xe đó nếu mình đi tới đâu. Kệ cho nắng cháy cho bụi phủ vai gầy, kệ cơm kệ áo kệ no đủ mai này. Sau lưng là bụi trước mặt đường chân trời, mình kệ những luật lệ mà mình thường vâng lời. Gần chết rồi, gần chết rồi các bạn ạ. Ê, giờ thôi, phải chạy nhanh. Run. Thôi, chết rồi các bạn. Giảm đi là hay lắm, mình chưa biết chơi nha các bạn. Chưa biết chơi, hay lắm các bạn. Thôi, chơi lại nha các bạn. Nhưng mà giảm đi là mình biết chơi ít. Trời hay phát âm thôi. Là sao? Là học nhiều. Trời tâm phát âm thôi. Có cần cù thì bù siêng năng. Sao biết? Ok các bạn. Là hôm nay mình chơi đâm nhá. Chơi đâm Spotify nhá các bạn. Ok, chào các bạn nhá.